Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 66 và 67 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học bài nhân một số của một tổng nha. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 4 nhân cho tổng 3 cộng 5 và tổng của hai cái tích 4 nhân 3 cộng cho 4 nhân 5. Như vậy mình sẽ tính với trái nha. 4 nhân cho tổng trước. Như vậy 4 nhân cho 3 cộng 5, mình sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc trước. 3 cộng 5 bằng 8. Số 4 giống nhau viết lại. 4 nhân 8 là 32, đúng không? Sau đó mình sẽ thực hiện với bên phải. 4 nhân 3 cộng cho 4 nhân 5. Như vậy mình sẽ đây là có hai phép nhân và một phép cộng, mình sẽ thực hiện đồng thời hai phép nhân trước. 4 nhân 3 bằng 12. Dấu cộng viết lại. 4 nhân 5 là 20. 12 cộng 20 bằng 32. Như vậy mình thấy là quế trái cũng bằng 12, quế trái cũng bằng 32, quế phải cũng bằng 32. Như vậy có nghĩa là quế trái sẽ bằng quế phải, đúng không? Như vậy là khi nhân một số của một tổng thì ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng, giờ cộng kết quả với nhau cũng được, đúng không? Đó là tính chất phân phối, đúng không? Khi nhân một số của một tổng thì ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng, sau đó cộng các kết quả là, đúng không? A nhân cho tổng B cộng C thì sẽ bằng A nhân B cộng cho A nhân C, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nhé. Giờ mình sẽ qua câu số 1. Tính giá trị của biểu thức giờ viết vào chỗ trống theo mẫu. Như vậy là A, dòng đầu tiên là A giá trị 4, B giá trị 5, C bằng 2. Mình sẽ tính A nhân cho B cộng C bằng 28. Gần bên đây là A nhân B cộng cho A nhân C cũng bằng 28 đó. Mình thấy là giá trị là không thay đổi. Giờ thầy sẽ làm tương tự nha. A lúc này sẽ là 3 nhân cho B cộng C lúc này là 4 cộng 5, đúng không? Giờ mình sẽ nhẩm xem bằng bao nhiêu. 4 cộng 5 là 9, 9 nhân 3 là 27, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 27 nha. Giờ tiếp theo là A nhân B cộng cho A nhân C. A lúc này là 3. Nhân B nhân cho 4 cộng cho A nhân C là 3 nhân cho 3 nhân cho 5, đúng không? Giờ 3 nhân 4 là 12, 3 nhân 5 là 15. 12 cộng 15 cũng bằng 27, đúng không? Giờ tiếp theo dưới đây, A lúc này sẽ là 6, đúng không? Giờ A, B sẽ là 2, còn C sẽ là 3, đúng không này? Giờ mình sẽ nhẩm chỗ này luôn nha. 2 cộng 3 là 5, mình sẽ tính trong ngoặc trước. 2 cộng 3 là 5, 6 nhân 5 là bằng 30, đúng không này? Giờ bên đây cũng tương tự thôi. A nhân B có nghĩa là 6 nhân 2 cộng cho A nhân C sẽ là 2 nhân 3, 6 nhân 3, đúng không này? Giờ như vậy là 6 nhân 2 thì bằng là 12. 6 nhân 3 sẽ là 18. 12 cộng 18 cũng bằng 30, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ câu số 2 tính bằng hai cách. Như vậy cách thứ nhất là mình tính trong mặt trước. Giờ mình sẽ hướng phép nha. Cách thứ hai thì mình sẽ làm giống như cái phần lý thuyết, có nghĩa là mình sẽ lấy A nhân cho B cộng cho A nhân C, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu 2A trước nha. Giờ thầy làm cách 1 trước nha. Như vậy mình sẽ biết là cái đề gì. Giờ như vậy là cách 1 mình sẽ tính trong ngoặc trước. 36 giống nhau viết lại. 7 cộng 3 là 10. Như vậy 36 nhân 10 có nghĩa là 36 và thêm số 0, đúng không? Giờ hay là sẽ làm cách 2 luôn nhé. Giờ như vậy mình cũng viết là cái đề.
Giờ như vậy mới tốt hai mình sẽ nhân lấy a nhân cho b cộng cho a nhân c 36 nhân 7 cộng cho 36 nhân cho 3. Giờ mình sẽ thực hiện hai phép nhân nhé. Như vậy là 36 nhân 7 sẽ bằng. Giờ như vậy là 36 nhân 7 sẽ là 252 đúng không? Giờ 36 nhân 3 sẽ bằng 108. Giờ mình sẽ lấy 252 cộng cho 108 thì chắc chắn sẽ bằng 360 đúng không? Làm bằng hai cách thì kết quả cũng phải như nhau đúng không? Giờ tiếp theo 207 nhân cho 2 cộng cho 6 mình cũng làm hai cách luôn nha. À, cách 1. Như vậy mình sẽ biết là cái đề luôn. 2 nhân 7. 207 nhân cho 2 cộng 6. Dạ. Sau đó mình sẽ tính bình thường. Đúng, mình sẽ tính trong mặt trước đúng không? 207 nhân cho 2 cộng 6 thì bằng 8. Giờ 207 mà nhân cho 8 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 1656 đúng không? Giờ thầy sẽ làm cách 2 luôn. Như giờ mình sẽ viết là cái đề. Giờ cách 2 thì mình sẽ nhân phân. Mình sẽ lấy a nhân cho b cộng cho a nhân c. 207 nhân cho 2 cộng cho 207 nhân cho 6. Giờ như vậy mình sẽ tính ngoài nhé. 207 nhân cho 2 sẽ bằng bao nhiêu nè? 414 đúng không? 414. Giờ 207 nhân cho 6 sẽ bằng 1242 đúng không? Giờ mình sẽ lấy 414 cộng cho 1242. Như vậy kết quả sẽ là 1656 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn. Câu B mình sẽ làm cũng bằng hai cách giống như cái mẫu này đúng không? Cách 1 là mình sẽ nhân, thực hiện hai phép nhân, giờ thực hiện phép cộng. Cách thứ hai mình sẽ lấy 38 gia làm nhân với chung đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu B theo cái hai cách luôn nha. Cách 1 trước. Như vậy là mình sẽ viết là cái đề trước. 5 nhân 38 cộng cho 5 nhân cho 62. Giờ thực hiện hai phép nhân, 5 nhân 38 sẽ bằng 190 đúng không? Giờ 5 nhân 62 là 310 đúng không? Rồi 310. 310 với là 190 sẽ là 500 đúng không? Giờ làm cách 2 luôn nhé. Giờ như vậy mình sẽ viết lại cái đề chưa? Ở đây mình thấy là số 5 nhân số 5 nhân giống như giúp số 5 nhân ra ngoài làm nhân tử chung. Lúc này xuất hiện dấu ngoặc và chân ngoặc sẽ là 38 cộng cho 62. Giờ như là 5 nhân cho 38 cộng 62 thì sẽ bằng 100 đúng không? 5 nhân cho 100 sẽ bằng 500. Giờ tiếp theo. Bên đây thì mình sẽ cũng làm bằng hai cách luôn nè. 135 nhân 8 cộng 135 nhân 2 mình cũng làm hai cách luôn nhé. Mình sẽ viết là cái đề trước. Giờ mình sẽ thực hiện hai phép nha. 135 nhân 8 bằng bao nhiêu? Bằng 1080. Giờ 135 nhân cho 2 sẽ bằng 270 đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 1080 cộng cho 270 bằng 1350 nha. Tương tự làm cách 2 rồi. Giờ mình sẽ viết lại cái đề trước.
Giờ mình thấy 135 dấu nhân, 135 dấu nhân, mình sẽ giúp 135 ra, 135 ra làm nhân tử chung nha. Trong ngoặc lúc này sẽ là 8 cộng 2 đúng không? Như vậy 135 nhân 110, 8 cộng 2 là 10 đúng không? Như vậy sẽ bằng 1350. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ có số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3, tính và so sánh giá trị của hai biểu khất 3 cộng 5 nhân cho 4 và 3 nhân 4 cộng cho 5 nhân 4. Giờ sau đó từ kết quả so sánh nêu cách nhận nhân một tổng của một số. Như vậy là mình sẽ tính bên trái trước, 3 cộng 5 là 8, 8 nhân 4 là 12. Còn bên đây mình sẽ thực hiện hai phép nhân, 3 nhân 4 là 12, 5 nhân 4 là 20. 20 cộng cho 12 thì cũng bằng 32 đúng không? Như vậy mình thấy là hai biểu khất sẽ bằng nhau. Từ đó mình sẽ nêu cách nhân một tổng của một số nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Như vậy ta có, như vậy mình sẽ tính 3 cộng 5 nhân 4 chứ. 3 cộng 5 là 8 nhân 4. 8 nhân 4 bằng 32 đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính bên phải 3 nhân 4 cộng cho 5 nhân 4. 3 nhân 4 bằng 12, 5 nhân 4 bằng 20. 12 cộng 20 cũng bằng 32. Như vậy là hai biểu khất sẽ có giá trị bằng nhau. Hay là bên đây 3 cộng 5 nhân 4 sẽ bằng 3 nhân 4 cộng cho 5 nhân 4. Như vậy là mình sẽ phát biểu mình nêu cách nhân một tổng của một số nha. Khi nhân một tổng của một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng kết quả với nhau nha. Như vậy mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 4, áp dụng tính chất nhân một số của một tổng để tính. Mẫu là 36 nhân cho 11. Như vậy 11 thì mình tách ra là 10 cộng 1 đúng không? Sau đó mình sẽ nhân phân phối vô. Sẽ bằng 36 nhân 10 cộng cho 36 nhân cho 1. 36 nhân 10 thì sẽ bằng 360. Nhân một số với số 10 thì mình kiểm số 0 đúng không? 36 nhân 1 thì sẽ bằng 36. 360 cộng 36 thì mình cứ cộng bình thường sẽ là 396 nha. Như vậy mình sẽ áp dụng, mình sẽ làm tương tự cái mẫu nha. Đúng không? 11 thì mình tách ra là 10 cộng 1. 101 thì mình tách ra 100 cộng 1 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Giờ như vậy là mình làm câu A trước, 26 nhân cho 11. Như vậy là 11 mình tách ra là 10 cộng 1. 26 nhân cho 10 cộng cho 26 nhân cho 1 nhân phân phối vô. 26 nhân 10 sẽ là 260. 26 nhân 1 sẽ là bằng 26. Như vậy mình sẽ cộng vô. Hàng đơn vị cộng hàng đơn vị là 6. Hàng chục cộng hàng chục là 8. Như vậy kết quả là 286 nha. Tiếp theo là 35 nhân cho 101. 101 thì mình tách ra là 100 cộng 1 đúng không? Giờ nhân phân phối vô. 35 nhân cho 100 cộng 35 nhân 1. Như vậy kết quả sẽ là 3.535 nha. Giờ tiếp theo là câu B. 213 nhân cho 11. 11 thì mình tách ra là 10 cộng 1. Giờ sau đó nhân phân phối vô. 213 nhân 10 cộng 213 nhân cho 1. Đúng rồi. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 2.343 nha. Tiếp theo là 123 nhân cho 101. 101 thì mình tách ra 100 cộng 1. Đúng rồi. Như vậy sẽ bằng là 123 nhân cho 100 cộng cho 103 nhân cho 1. Đúng rồi. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 12.423 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.